và bạn Phương xinh đẹp của chúng ta đã cho toàn bộ cái số đồ ăn đáng lẽ ra là hôm nay ăn không hết mang về xuống đất hết rồi. Sáng giờ bắt hai xe người Việt hết. Đúng thật. San Jose này người Việt chắc nhiều ha. Đúng rồi. Nhiều. Đây rồi. Tài xế Uber người ta đã đến. Rồi ok. Rồi ok. Hello anh. Ở quanh đây có chỗ nào chơi không anh? Ở đây hả? Vâng. Ở đây thì họ chỉ có downtown này. Tối đi downtown. Đi bộ xuống quảng trái xuống đầu thang. À đi bộ hướng kia cỡ trái ạ. Ê yo, và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một cái video là thử thách đi bộ một cây đến việc của mày à? Đến T-Mobile để đi mua sim các bạn ạ. Bên phía tay trái khán đài các bạn trong bộ quân phục áo đen quần đen đó là anh Tuấn Hưng đến từ báo VN Express. Phía bên tay phải khán đài các bạn đó là anh Tuấn Ngọc đây. Ủa ôi chích à, vâng, ông này đang định đập tôi ở đây thì tôi xin giới thiệu các bạn là đại sứ Lê Ca, anh Tuấn Lê. Đây. Hôm nay anh em tôi là sẽ quyết định đi bộ. Chỗ này nhìn hay vãi các bạn ạ. Trông như kiểu là đế chế mà nhà dân đời 1 đấy. Như kiểu BE đời 1 luôn. Xong rồi làm cái bãi cỏ đây làm chi? Mấy đứa ra đây đá bóng hả? Mà các bạn nhìn này. Toàn những cái hãng xe gì ở Việt Nam có đi bây giờ. Rồi thôi chứ bên này Toyota vẫn làm bố. Một cái Hyundai. Anh Ngọc đang cười gì đó. For với slogan nỗi lo của bạn. Ui quả xe cao vãi kìa. Ui Ngọc ơi, như kiểu là kéo chân ấy nhở. Ui các bạn ơi. Ui hay thật đấy. Ê, ở bên đây mình còn mấy cái nhà nghỉ hay nhở. Nhà nghỉ kia đúng không? Rất nhiều phim luôn. Nhưng mà thường trong mấy cái nhà nghỉ này là bọn nó một là đến gây tội phạm xong bọn nó bỏ chạy. Anh có thấy cái phim Fantasy không? Mà có một đôi vào trong nhà nghỉ xong rồi bị giết đi. Không. Hay vãi lòn. Nhưng mà anh xem rất nhiều phim mô típ trong nhà nghỉ. Đúng rồi. Còn lại còn vô số những loại phim là kiểu phạm tội cứ đến đây xong rồi bỏ trốn rồi giết người. Nhưng mà cứ nói về nhà nghỉ nó sẽ nói về kiểu này. Khách sạn kiểu rẻ tiền của mẹo ấy. Xi men sau khi cổ sở bán thì bán xong. Để bán được. Có bạn hỏi là à đây có phải livestream đéo đâu. Nhưng mà tao hỏi đấy. Nhiệt độ bên này là bao nhiêu và như thế nào ạ? Bên này đang khoảng 21 độ. Trời rất là nắng nhưng mà mát. Nhưng mà nó vẫn rất là mát. Tí nữa buổi trưa sẽ lên khoảng 30 mấy độ. Hôm qua bọn tôi đi ngủ tắt điều hòa mà còn lạnh luôn, bởi vì sáng nay là 10 mấy độ mà, 12, 15 độ mà. Lạnh dã man luôn. Nãy giờ là được mấy phút rồi Ngọc? 1 phút rồi hả? Ngọc ơi, mày đã hộ tao đây, nãy giờ là được 1 phút rồi hả? 1 phút 18 giây. Mẹ sắp gãy hết cả tay ra rồi, mà mới quay được 1 phút là thế nào? 8 giây trôi qua thôi. Các bạn có biết điều gì thú vị không nhỉ? Ê các bạn có thử ngoài đường mà đi như thế này chưa? Các bạn xem video này các bạn bị mày yên tâm đi. Tao master cái này. Mày thấy tao kinh không? Đấy. Mày làm thử giống anh đi Ngọc. Rảnh thật sự. Bullshit. Kêu gọi bảo vệ môi trường đấy các bạn. Bảo vệ loài người. Hãy bắt đầu bảo vệ loài người bằng cách là bảo vệ động vật trước cái đã. Đẹp quá. Trời ơi. Này, một cây hai dự kiến là đi bộ bao lâu ấy? 20 phút. Lạy chúa. Đấy anh em được vượt hầu khoảng 2 phút được 2 phút rồi. Thằng khốn nạn. Biết ngay mà đồng hồ báo luôn là hình như bạn đi lang tập ngoài trời đấy này. Mà... Rồi,
Tĩnh là đi bộ luôn này. Nãy giờ đi bộ là 12 phút rồi mà. Thằng Ngọc lừa. Được 0,81 km rồi này. Là lúc đấy anh em mình đi bộ vui vui mà. Máy bay à? Nếu đây là một máy bay của Nhật thì các bạn nghĩ hiện tượng gì và đây là sự kiện nào ạ? Đúng là máy bay Nhật thật mà. Tại vì ở đây gần một cái sân bay của Nhật các bạn ạ. Dành cho các hãng bay Nhật. Ủa anh Ngọc biết hát đội ca như thế nào? Ta đi lên đỡ bước toàn thanh niên đi lên cố gắng xứng đáng trong hoàng bác hồ. Điều nhận sao là giống Yên ngày xưa mình thì hát này. Tức nghĩa là bọn tao bên cạnh hát rõ, mình bên cạnh như là thi đua học hành em mỗi tiếng xa. Rồi đoàn ca thì như thế nào? Cái gì nhỉ? Không có việc gì khó, chỉ sợ không một ngọn mây luôn. Tôi đang hát câu đấy, anh lại bảo trời không gợn mây, cho anh hát lại. Chỉ sợ tiền, chỉ sợ làm không bền. Nào núi và lớp biển, chi anh làm nên. Nhưng câu nhận cái câu là chỉ sợ gì? Nào núi và lớp biển. Chi anh làm không, nên. Trước câu đấy cái gì mà tiền đấy nhỉ? Cái câu đấy hay bị hát chế nhất đấy. Không có cái gì. Tại vì nó vừa đúng mà nó cũng thực ra là nó cũng vần với nhau đúng không? Chỉ sợ tiền không nhiều. Đúng thật, nó đang phản ánh thực trạng luôn các bạn. Giống như một nhà báo đã từng nói, đi du lịch chúng ta chỉ cần sự can đảm thôi, chứ không phải cần tiền. Hasta y pita corte. Đấy, một nhà báo đã từng nói như vậy. Ô, xe cứu hỏa kìa. Quá xe kìa, có Subaru độ chất chưa, đỉnh cao chưa, đẹp vãi, quá đỉnh. Đi mua bồ đây rồi, nóng cửa anh. Dùng chung sim thôi anh Hưng, anh em mua thôi, vì trong event là dùng wifi event mà. Như cái sim năm ngoái đi là phế hoàn toàn luôn, không dùng được gì. Không dùng được gì, nhưng mà thôi mấy mình đi chơi mà mua đấy. Yep. Are we have to go to the line? Yes. Yes. So mỗi người một cái hả? Ừ. Sau một hồi cãi nhau nhức hết cả đầu, ông cũng nhận là mấy thằng kia rách việc không? Mua hoặc sim ăn limited từ đầu đi, nó nhức đầu nhất hoặc lúc đầu bảo mua sim hoặc nào mà lấy sim vật lý xong bây giờ lại quay ra đòi lấy sim là anh em ngồi đợi không quên mất dùng đi ông thoại, cứ làm nhà báo như thế này bảo sao bây giờ dân đọc báo người ta bảo là phải có kiến thức mới đọc được báo đúng không review không có kiến thức nữa giàu nhanh như một bộ phận YouTube hoặc thì có thật không đây. Thế tại sao nhà báo cho hỏi sao Mỹ là cái gì đây hả? Tại sao nhà báo suốt ngày đi Mỹ đấy? Đây nhà báo này đây. Nhà báo này chuyên đi Mỹ đấy các bạn. Đi Mỹ còn nhiều hơn đi chợ. Làm luôn quá speed test. Xem. Ở đây là gói đây. Đây là cái ứng dụng iSpeed bởi VNANIC, cái này là của Việt Nam. Đây các bạn nhìn nhá. Cái này là cái công cụ test của Việt Nam. Anh Hưng ơi, dùng cái app test của Việt Nam nó hiện là lựa chọn điểm đo tứ mãi vẫn chưa bắt được. Rồi, tôi bấm cho các bạn xem này. Không được luôn. Thôi ông kia ông đừng có nói phét nữa. Mới hỏi con Pixel, ở Việt Nam mình có con Pixel 7a gì ạ? Rồi. Ủa? Anh bảo là một con gần store đi làm con Pixel. Này, quên này ba. Dạ. Mày cầm một anh cái, à cho ba lô đi cho đỡ quên. Rồi tôi sẽ bắt đầu test cái tốc độ. Ui bẩn đấy, lau cái đã. Xem nào, 5G cộng
230 MB download 5G cộng cửa, 5G cộng chắc là nhanh hơn 5G, đối tượng Việt Nam có được dùng quái đâu nữa, không biết là như nào. Đây, phò anh ạ, cái tốc độ 5G ở đây phò, download được 261 MB nhưng mà upload được có 10 MB. Phò, nói chung cái sim unlimited này còn thua các bạn ơi. Cái sim này thì nó được khoảng 1/2 của Việt Nam. Giá của nó 50 đô nhưng mà chất lượng của nó thì nói chung là nếu so với sim ở Việt Nam thì tầm khoảng 10 đô. Mình mua cái sim tầm khoảng 300 của Mobifone Unlimited dùng 1 năm đấy. Là tốc độ cũng như thế này luôn. Thậm chí upload nó còn nhanh hơn nhiều, nhưng căn bản là Việt Nam là cái đấy chỉ là test. Thế nghĩa đến bây giờ nó vẫn chưa dùng thực tế, còn cái này người ta đi vào dùng thực tế rồi thì là mạng bị bóp. Nói chung anh em sau này mà thấy Việt Nam mà bị bóp 5G đừng có kêu. Để sóng 5G UC vậy luôn. Ờ mà nó vẫn bóp bình thường đấy anh em, sau này anh em mà dùng 5G Việt Nam mà kêu upload chậm ấy thì thôi đừng có kêu, ở đâu cũng thế cả thôi. Ơ Ross này. Ross này chuyên bán đồ giá rẻ này, anh em mua không? Ngọc mua vali là mua ở đây đi em này. Thằng mua vali này. Ờ, em cho cái này vào trong ba lô đi cho chắc không mình lại quên mất. Lang thang đi mua đồ ở đây được ấy, nhưng mà khát nước quá không ạ? Đi ra cửa đấy chứ không? Đấy Tuấn Lê gọi. Đâu, em đâu? Thế nào anh em đi lạc vào Ross rồi nhỉ? Anh Tuấn Lê à, thế ra ngoài mà. Đi ra ngoài. Anh tưởng em ra vào đây rồi. Đâu rồi? Thế nào mà ba thằng đi lạc thẳng vào cái chỗ mua hàng? Má đứng hài. Ba ông kiểu gì mà lại ông không dẫn kiểu gì mà đưa thẳng vào cửa hàng mua hàng anh ơi. Không biết nhà báo mà một bộ phận nào giàu lên nhỉ? Cứ kêu bởi YouTuber giàu mà nhà báo cứ đi thẳng vào cái trong nhà hàng nhà báo mua. Anh tôi thì đang khát, muốn đi uống nước. Thế anh em mình cứ dây này. Dây này là của ấy mà, của Ross mà. Ừ đấy, rẻ đấy. Đấy lại hai thằng này. Nó là người giàu. Nhưng mà có một vấn đề là cái này phải chọn size nha, vì nó không có stock tất cả các size. Mà thường là bên này toàn mấy size kiểu 10 hay là 10.5 mới nhiều. Anh em trung bình đi là 8.5. Nhưng mà mình rất thích cái hệ thực vật ở bên này, cây đẹp dã man. Cây này toàn mấy cây kiểu sa mạc ấy. Ờ trông cuốn nhá, đây này. Cái này kiểu cuốn cái cỏ, phải cái cỏ ta. Cái này cái búng đầu cho mình đầy. Đây ông sản bạc, sản mèo này. Trời ơi, cây dừa hả đây? Cây dừa. Cái có điện kìa. Gãi đây. Nó có đứng dậy nó đi về không? Trời ơi, ông Tuấn Lê đi xa vãi mà kêu bảo ngay gần đây. Ông lừa. Ông lừa ba thằng tộc này à? Hả? Hả? Vãi cả gần, đúng là đồ lừa. Cây thôi chứ tôi đã thấy cỏ đâu. Cỏ đây này. Toàn cây chưa thấy cỏ. Lần trước anh đi mua target này này. Anh đến target này một lần. Ở bên này họ thường xuyên là nhường đường cho người đi bộ các bạn. Tại vì đâm phải thì thấy mẹ luôn. Không giống như trên phim đâu các bạn, đừng nghĩ trên phim nha. Không có mây luôn. Em thấy không? Đợt sang đây xem thấy thời tiết tỷ lệ mưa đó là 0%. Các bạn nhìn này, mình sẽ trong trống này. Không có mây. Ủa, ông chú đang hát hả? Đang chửi. Dạ. Đang chửi chó Vinh. Đủ. Hay quá, chửi cái thằng Uber chắc vừa lái. Còn ai nữa? Còn Uber nào nữa? Mỏi tay quá. Cuối cùng trường đã đến. Cái này này. Ê, cái này có phải cà phê không? Không phải cà phê đúng không? Dứa mà, nước dứa. Chắc chắn đúng không? Cà phê không? Không uống cà phê đâu. Mua một cốc Strawberry đi. Các thể loại sưu tầm ở đây này. Màu gì đây? Có thằng Ngọc nói hộ màu rồi. Màu xanh. À, đây là loại vây cá này. Giống như kiểu bình cát nhỉ? Đây là loại máy ngói này. Bao tiền? Mua về làm quà. Được, mua về làm quà. Thôi, coi như cái đoạn này xóa video đi. Coi như chưa thu đoạn này. Vì sao? Xem giá là biết. $500, 500.000. 500.000 cốc này tao bao 90.000. Ừ đúng, anh Hưng này con buôn tao bao đó các bạn. Logo bán 5.000 mà
Rồi mua đấy, ai mua gì nào? Đây các bạn đi xem giày xong rồi ấy, cái màn đi xem giày và coi giá này hay đây này. Mấy anh em biết giày comment giá ở dưới video thì vui này. Em không biết giá giày nhưng chịu. Mà con này thì chắc chắn là ai cũng biết rồi. Em à, không biết gì? À? Không. Phải không? Chú hơi bị nhầm rồi. Legacy NN. Trông kiểu thế thôi. 74. Đây không phải là Ross các bác ạ. Ross là kế bên. Em muốn rẻ thì sang bên đấy nhá. Đây. Giày bên này thì là một cái phạm trù khác. Nhưng mà đây nó sẽ tả tơi. Ví dụ như đôi này đi. Đôi này chỉ có 25 đô. À, một đôi này thì giá là 25 đô. Đó, nhưng mà cái size của nó thì lại sẽ là hên xui. Một size thôi, một hai size. Có size nào thì lấy size đấy. Đôi này cũng 19 đô này các bạn. Rồi. 19 đô đôi này. Đó. Đôi này cũng được, 19 đô thì ok này. Nhưng không biết có phải có size mình không. 11 ạ, phải. Lộn, 9 size, size 9. Giá Thanh Hóa đô này. Tô mì này cũng Thanh Hóa đô này. Cố đô. Thủ đô. À không, hơi to một tí. À không, vừa. Sai bao nhiêu? 9/1/2. 9/1/2 là đi tạm tạm rồi. Đây 9/1/2 này. Có cả chỗ tập đánh gôn nữa này. Đỉnh cao không? Ờ. Tập đánh gôn. Ê. Có cả cái đội lên đầu nữa luôn. 45 lít. Dasani này. Hình như đây là cái hộp đựng kim chỉ đúng không? Bán hộp đựng kim chỉ. Ờ, mua Dasani ăn xem có ngon không? Nhưng mà anh mở ra xem này. Là bên trong có những loại kim hộp nào. Hộp đựng kim chỉ là cái chắc chắn rồi. Hộp đựng kim chỉ này chỉ là 5 đô. 1 đô rưỡi. Mua một hộp nhá. Một hộp không? Làm gì? Được. À, 5 đô. Anh mua cái này hả? Thì thế thôi mà không muốn mua thôi. Không phải em không thích lắm. Thế thôi. Cũng được nhưng mà không mua thật đấy hâm. Thì thật mà. Cái này. Cái gì? Anh mua Dasani ăn. Thôi đủ. Ở nhà chưa đủ hay sao quanh đây. Chưa ăn bao giờ anh, em thèm lắm. Anh Tuấn. Ross. Beat thế này. Trời ơi. Slick sound man. AirPods Max với lại Beat ở bên này. Con này là 10 đô. Ở đây được. Ở đây được cái không bán hàng giả nhưng mà hàng nhái thì nhiều. Nhái rất là nhiều. Nhái rất nhiều luôn. Ê quả xe đạp. Ngon quá. Quả xe đạp. Xe đạp có quả tay lắm. Ờ, trời ơi. Xe đạp có quả tay nắm buồn cười thật sự. Xe là thắng kiểu gì. Thắng cười à? Xíu luôn ạ. Ui coi. Bây giờ chúng ta sẽ ra chỗ ăn trưa. Sáng giờ bắt hai xe người Việt hết. Đúng thật. San Jose này người Việt chắc nhiều ha. Đúng rồi. Nhiều. Con xanh này đẹp luôn. Anh ở đây lâu chưa? Đúng lâu rồi. Đây Best Buy. Best Buy bán đồ mắc của bà. Biết hết. Bỏ. Mình làm đồ điện tử nhìn hoài không ngán hay sao anh còn đòi vô USB vậy. Ở nhà vô thấy di động rồi nọ chưa đủ ha. Qua đây lâu chưa hay mới qua? Mới qua tối hôm qua. Mới qua tối hôm qua hả? Dạ. Wow. Tính ra nếu mà cộng đồng người Việt ở Mỹ này là ở thành phố nào nhiều nhất anh? Nếu mà tính thì thành phố ở dưới Los á. Los nhưng gì? Mà Los thì tại vì nó nhiều quận á. Dạ. Thì mới đông. Còn nếu mà nói mà một quận á thì ở đây đông hơn. Dạ. Tại ở dưới đó nó có nhiều cái quận, nhiều cái thành phố nhập lại á. Thì nó đông hơn đó. Ở dưới đó em thấy dân Việt hay ở khu Long Beach thì phải? Không, ở Anaheim á, ở Phước Long Thọ. Ờ đúng
không biết thì chỉ là một sai bên giống là một cái thành phố kế bên thôi. Dạ dạ. Thì nó lan ra. Ở đây thì Việt Nam ở sau chơi này là nhiều nhất. Dạ. Ở trong xuôi nó lan ra tới vòng vòng mấy cái thành phố xung quanh đó. Ui, con Ford Mustang đẹp chưa? Đẹp vãi ạ. Đỉnh thế. Rồi. Bây giờ quán nữa cũng làm khó xíu. Gì? Livestream. Hôm nay có livestream không? Không. Ủa sao giờ không làm nữa? Livestream đi. Trong đúng không? Nó bỏ sự kiện không? Không, sự kiện đã được lưu đi xì lại xì. Đây, iPhone này. Ở khu vực khác thì lên được 763 MB download, upload 81. Như vậy là ngon hơn cái lần trước. Hiện tại test trong kia được có download 10 MB thôi. Để xem về khách sạn nó có ngon này không, chứ có sự kiện. Hy vọng là mấy khu downtown. Một con G20 này. Bên cạnh ông chú chơi nhạc hoành tráng vãi. Cả làng nghe luôn chứ không phải là mỗi cái xe đó. Cuối cùng thì anh Hưng đã được đi một chiếc Kia K3 đúng không? K3. Ở đây tính ra nhiều môn nha. Này. Ôi, sập. Đói lắm à. Đói, sáng ăn gì, sáng ngon à? Có mà chị. Nãy giờ bọn em đi bộ dã man luôn đấy chị ơi. Chị thấy cái phần đồ ăn buổi sáng ở dưới quá xe kinh nhờ. Mấy hôm nay chị ăn đủ các loại món ở đấy lên rồi. Con này là F150 đúng không? Ừ. Cho nó đỡ to, trời ơi. Dã man. Sáng nay 5 giờ em dậy em làm bát mì tôm. Xong cũng em làm mấy ly. Anh đi sang ăn mì tôm xong rồi xuống sáng. Có muốn cái mì ly đó nhá. Anh ơi, ngoài đợt này mang theo bao nhiêu? Ngon. Thế tí cho em xin một ly. 4 ly để sau đó uống lúc mà lên dạ. Samsung. Còn tính lên cả Samsung ăn nữa. Không, những mì ở đây nó khác mình lắm. Nó lạ lắm. Ừ, ăn cái quả ý cứ sao sao ấy. Có xe nhìn lạ mà. Ở đây nó cứ độ chế, nó sơn sửa các kiểu loại nhìn hài. Nhưng nó độ mùi cười ấy. Costco. Nhưng Costco phải có thẻ đúng không anh? Chứ đâu phải ai cũng vào được. Vinh hồi nãy, luôn luôn nó có. Không thì vô Walmart. 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 Nhưng đây là cơm tấm mà lại tìm người làm phở. Mấy ông cứ ngồi nhìn vào mỗi cái dòng là tìm người làm phở xong phân tích là mấy đồng. Mấy ông không nhìn rằng là đây là quán cơm tấm nhưng tìm người làm phở. Và anh biết gì không? Ghi cơm tấm Thiên Hương nhưng trên là Thiên Hương sandwich. Đỡ được không? Bất ngờ chưa? Khách hàng vào sẽ không biết họ được ăn gì cả. Bọn em tìm. Bất ngờ chưa? Bọn em tìm người làm phở nhưng mà là quán cơm tấm ở trên thì bọn em bán rồi giờ đố luôn. Rồi mới chỉ có nửa ngày thôi mà đã làm ba quốc người Việt rồi. Mà có thêm cái lobster tail nhưng mà em nghĩ là đây combo baby tiki yo mama. Phải cho găng tay nữa. Đó rồi mình cứ dọc vô thôi. Cái này là đúng rồi. Yomama hả? Cái này là baby. Baby. Thì trong một cái combo nó sẽ có đồ ăn cái túi bóng như thế này các bạn ạ. Nhìn nó hài. Nhìn nó hài vậy. Thì đơn giản trong này cũng là hải sản, tôm rồi ngô, ngủ các kiểu thôi. Cái này là cứ bàn khác người ta hết thì cho vào đây. Đúng rồi. Là em chưa chế tái chế. Bảo vệ môi trường mà. Do you have a glove? Yeah, that's gonna be additional 25 cents. Oh, okay. Yeah, how many pairs? Cần bao nhiêu? 25 cents. Everyone. Yeah. Rồi đeo vào đi. Em trả. Ăn dặm. Nhìn gì luôn ăn dặm mới buồn cười. Lần trước cũng thế thì phải nhỉ? Lần trước đi ăn cái gì nhỉ? Mình có đi ăn cái gì đó. Cũng đeo này, Duy Luân đeo này vào.
bao tay giống như hệt anh em chuẩn bị lên bàn mổ. Chứ nó không giống cái bao tay mà mình hay ăn ở ngoài kia. Giống ấy kìm. Đúng rồi đấy, đấy, đấy. Chuẩn bị làm một điều gì tàn ác. Chuẩn bị lấy thận bán mổ. Cho em cắn tiền với. À, bây giờ mà kiểu mà trẻ con nó hay bị ấy đúng không? Này nói gì ạ? Kẹo tẩm đỡ. Cái này là khăn ướt. Kẹo tẩm đỡ. Đây, kẹo tẩm đỡ thật mà. Di luôn ăn thử xem có phải kẹo tẩm đỡ không? phải không? Má éo gì mà đồ vào nhanh vậy ông nội. Hiện tại mình đang ở trước một cái nhà hàng đồ Mexico để đi ăn với bạn mình. Và mình nói thật với các bạn là mình díu lắm rồi. Bên này bây giờ là 6:30 tối. Ở Việt Nam mình nó là 8:30 kiểu 9 giờ sáng. Nhưng mà díu lắm các bạn ơi, nãy trên xe mình đã tranh thủ ngủ gật được tầm khoảng 3-40 phút. Thì các bạn mà không chống cự được cái cơn buồn ngủ này thì các bạn sẽ bị jet lag liên tục. Bây giờ mà ngủ chiều thì tối các bạn sẽ không ngủ được, thì sáng mai các bạn cũng không làm được việc, hoài cực. Cảm giác này rất là khó chịu luôn. Đây nhà hàng này và đang phải xếp hàng để đợi bạn mình đến. Hôm nay là một trong những ngày đầu tiên bọn mình ở San Jose. Chả biết đọc như nào. Giờ não không hoạt động nữa rồi. Để mình ăn đồ Mexico và sẽ review cho các bạn sau nhé. Rồi ok, bạn tôi đang giới thiệu menu đồ Mexico. Đồ mẹ. Đi Cali mà không ăn đồ mẹ là thiếu sắc. Ok. Rồi bây giờ nha, bây giờ bạn chỉ cần đơn giản là bình thường ấy, bạn đi bạn sẽ gọi mấy món? Tôi sẽ gọi mỗi người một món, xong rồi gọi một món để share. Rồi ok. Thì có cả steak salad hả? Trời ơi, nhìn cái menu đúng là nhức đầu thật. Ô, cái này là mặc định là mỗi mâm sẽ có một cái. Yep. Đây là hai kiểu salsa. Bình thường một cái sẽ là cay và một cái sẽ hơi ít cay hơn một tí. Thử cái này đi. Cái này là cay đúng không? Ừ. Như kiểu ăn bim bim mà. Ừ đúng rồi đấy, mọi người chính xác. Nhà bim bim. Chấm với lại cái này thử cả hai. Hai giống như kiểu là sốt quả bơ ấy. Đúng. Rồi, bạn tôi đã gọi nguyên một set này, nó bao gồm những cái gì? Có tôm này, xúc xích này. Đây. Bạn có vẻ thích ăn xúc xích đúng không? Rất đam mê với món xúc xích. Rồi, chưa đủ xúc xích. À, ok. Rồi, bò. Bò hay heo đây? Bò. Bên này là gì nữa? Bên này là thịt gà. Ờ, thịt gà. Cá à? Không phải, khoai tây mà, có phải khoai tây, khoai lang. Khoai lang à? Sốt là mình đổ lên hay là mình chỉ chấm với nó thôi? Nếu mà sốt mà ít ít như này thì sao mà mình chấm sớm thôi. Ok, ăn thôi nào. Rồi, bạn cứ thử đi. Rồi, cho bạn mỗi thứ tí. À, ok. Sắp xếp đúng kiểu nhà hàng. Đúng kiểu nhà, ngon một mâm. Ôi, thế là cái này ăn như thế nào, trông rối quá. Cái gì trước mặt là ăn hết. Cái này là đậu, cái này là súp đậu. Ờ, mình ăn súp gì? Cái này là... Nó là cái bánh này này. Ờ. Xong rồi cậu có thể cho thịt xiết các thứ vào đây, cho rau xiết các thứ vào đây. Cuốn lại. À, không phải cuốn lại, thì kiểu hợp lại thôi xong rồi ăn. Ờ, như cái taco bình thường hay ăn thì... Tóm qua lại là thay vì là gọi một cái người ta làm sẵn, bây giờ mình làm thủ công. Tự làm chính xác. hành bản thân vãi. Và bạn Phương xinh đẹp của chúng ta đã cho toàn bộ cái số đồ ăn đáng lẽ ra là hôm nay ăn không hết mang về xuống đất hết rồi. Cúng cho thổ địa, đúng là có thờ có thiêng có kiêng có lại. Cúng cho thổ địa hết. Mong năm nay cho con ăn nên làm dài. Có thêm mấy mảnh đất các bạn ạ. Con đã cúng. Cúng ngay ở ngã tư luôn. Không à. Có cúng bằng tiếng Mexico không đấy? Đây là cúng đồ ăn Mexico mà nói bằng tiếng Việt sợ các cụ không hiểu đâu. Các cụ nhà mình dưới lại bảo con hôm nay cho nó ăn cái gì khó ăn đấy nhỉ. Vị rất là lạ. Duy nhất cảm thấy may mắn là cái bánh cốm kia nó trong hộp. Bảo mật đúng không? Bảo mật. Quốc quý à? Ở trong hộp. Sao à? Nhưng mà nó không sao, cười có. Các cụ là có vẻ chắc không thích đồ mẹ rồi. Ừ. Các cụ bảo là thích ăn đồ Việt rồi. Cái hộp ôm khư đấy cả tiếng đồng hồ, vừa chuẩn bị về nhà, chuẩn bị lên xe về nhà thì là cứ bộ
tức thật sự luôn. Cái con xe Tesla này ngồi sau nó chật vãi luôn, nó chắc giống như kiểu là ngồi Y10. Các bạn nhìn này, nhìn thấy mặt anh cái chân này thò thò hẳn vào bên trong luôn này. Chân của mình bên này thế à, siêu chật luôn. Quay bình thường không nhìn thấy mặt anh luôn. Mà ông này ghế sau bẩn vãi luôn à. Siêu bẩn, bẩn kinh khủng khiếp. Mấy con xe bên này hôm qua giờ đi Uber không có xe nào sạch cả. Có xe nào cũng siêu bẩn. Không, năm ngoái chị với Tuấn với cả anh Đăng đi gặp với Tesla của chị, người Việt lái đẹp sạch cực kỳ luôn. Còn thế kết luận là người Việt sạch sẽ thì nhỉ? Đâu, hôm qua cũng người Việt này bước lên xe làm hai cái chai, ba chai La Vi đã uống hết rồi, vứt luôn vào ghế đấy mình ngồi. Một xe người Việt thì là ship đồ che kín hết cả bên trên, mình phải ngồi chen chúc ở phía sau này. Thì ông ấy là, ông bảo là ông ấy là phút này. Nói chung là đỏ đen thôi, panorama. Con này về đi Hà Nội thì chắc là thôi. Nắng nóng thì đừng hỏi luôn. Chả mà thật, bên này thời tiết đẹp. Cái đấy không có luôn, chả có gì cả. Em nhìn nó cũng không nhìn thấy mặt anh này. Nếu em quay thẳng em đi che nó mặt anh. Anh Tài cho tí nhạc Vinahow xem loa con này nó có hấp dẫn không. Ý nhất anh còn khen người ngồi là you are beautiful. Hey,